Thưa quý vị, những ngày giáp Tết Nguyên Đán, dù có bận rộn đến mấy, nhiều gia đình vẫn tranh thủ sắp xếp công việc để tảo mộ tổ tiên ông bà. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Năm nào cũng vậy, đến ngày 24 tháng Chạp âm lịch, anh Nguyễn Thanh Phong và những người thân trong gia đình lại đến dọn dẹp, lau từng phần mộ của ông bà cho tươm tất để chuẩn bị đón Tết. Lễ vật tảo mộ thường là trái cây, bánh kẹo và nhang đèn. Báo anh em con cháu rồi này kia là ngày đó tảo mộ, mấy cháu trong tranh thủ làm gì làm cũng từng ngày tảo mộ nó phải có mặt. Thường mình cúng xong thì cũng gian giấy ông bà phù hộ cho gia đình nó tai qua nạn khỏi mà ăn cho được suôn sẻ. Tùy vào mỗi gia đình mà có một ngày tảo mộ khác nhau, thường là từ 24 đến 25 tháng Chạp âm lịch. Trong quan niệm của người dân, khi năm mới đến, mọi thứ đều phải được sửa sang cho mới mẻ, kể cả với những người đã khuất. Tuy mỗi địa phương có phong tục cúng lễ khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm bày tỏ lòng kính hiếu tri ân. Đây còn là chữ đạo, chữ hiếu tồn tại trong thâm tâm mỗi người. Cái mã, mấy cái mộ sơn thì mình sơn lại, còn mấy cái mộ mà dán thì chỉ lau chùi thôi. Cho nó năm mới đừng cho nhà mấy ổng mới. Mong ông bà phù hộ cho con cháu trước thì bình an mạnh khỏe, vận ăn phát tài phát lộc. Là thường thường vào gần cái tới dịp Tết á, tất nhiên là từ ngày rằm đổ đi cho tới ngày 29 là cuối cùng. Ít có ai mà tới để ngày 30 mới tảo mộ đó, nhằm mục đích là thể hiện đạo lý của con người uống nước nhân nguồn. Sống có nhà, thác có mộ. Trước khi tảo mộ, mình cũng phải dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ. Để làm cái gì? Là để thanh thoát trong cái vấn đề giữa cái sự việc mà vật chất và cái tâm hồn của con người quá cố. Tảo mộ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Đây không chỉ là truyền thống phong tục tốt đẹp, mà còn là một hoạt động mang tính dòng tộc rõ nét, là dịp để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên dòng họ và cội nguồn. Chính điều này đã góp phần tạo nên dòng chảy văn hóa mang đậm bản sắc Việt.